Bây giờ đây bé thế này, chúng ta cái không cần thiết. Tại Excel này, cũng cái bảng như lúc nãy, cũng cái bảng Excel này nè. À, chúng ta đặt cái bảng câu hỏi và chúng ta cái này. À, hỏi khách hàng, quý vị vui lòng cho biết, đó mà khi quyết định mua các thương hiệu kem đánh răng trên thị trường, theo các bảng cho bên dưới, hãy chỉ ra lý do chính nhất mà quý vị quyết định mua nó. Một cái thôi. À, hình dung vậy nè. Thì ở đây, ví dụ như chúng ta hỏi người đầu tiên, ông mua kem đánh răng bé vì lý do gì? Ông cho là hơi miệng, ông đéo vào đây. À, rồi ông có con gác mà ông quyết định mua thì ông đéo vào là do chắc răng. Rồi đối với ông ra qua Fresh, ông cho là chống sao răng. Rồi ông Blue Sắc là vì ông cho rằng là thân miệng. Rồi Samsudin á, ông cho là ví dụ như là chống tay bút. Rồi cái mà ông không đợi chúng ta không cần là vì thằng này không cần không đợi. Đó mà bỏ không đợi đây rồi. À, như vậy chúng ta hỏi một người về các lý do chính nhất để quyết định mua một thương hiệu thì họ chọn mỗi cái thương hiệu họ chọn một lý do cho mình. Được không ạ? Một lý do. À. Và chúng ta trong lớp mình ha, ví dụ như họ sau khi chúng ta lập cái bảng cho cái sản phẩm của mình xong đưa lớp mình trả lời, lớp mình đéo được hết. Đó mà, đéo hết là tất cả cái đéo này. Bây giờ sau khi chúng ta có một cái bảng như thế này, chúng ta phải mã hóa, chúng ta nhập trên FPDM. À. Và động tác rất đơn giản chứ không có gì khó cả. Chúng ta cứ nhìn cái bảng này tôi làm đúng không? Ở đây nó có nè thương hiệu nè, các lợi ích nè. Được chưa nào? Thương hiệu và các lợi ích. Và bây giờ qua cái TDS làm như thế nào? Cái TDS chúng ta có cửa sổ, nó có hai cửa sổ là một cái data view và hai là variable view đúng không? À, bây giờ đầu tiên chúng ta chuyển sang cửa sổ là variable view. Cái này thì Ngọc chỉ chúng ta chưa? Rồi, cái này đầu tiên tôi cho là thương hiệu được không? Thương hiệu tôi cho là chữ số luôn. Đây là thương hiệu nè, không gõ gì hết á. Được chưa? Bây giờ thương hiệu nó có cái value, tôi gõ số vô, ví dụ 1 là PS. Được chưa? S vô. 2 là Colgate. S vô. 3 là Sensodyne. S vô. 4 là close up. 5 là gì hả? Aqua Fresh. Chúng ta biết cái Aqua Fresh không? Biết không ạ? 5. Rồi 6 có gì nữa? Có cái loại gì chúng ta chưa kê khai nè? Thì có thì chúng ta cứ điền kê khai thôi. Cái có là cứ theo thứ tự vô, sau đó chúng ta bấm OK. Được à? Như vậy lúc bây giờ mỗi con số chúng ta gõ vô là một thương hiệu. Thứ hai chúng ta gõ là lý do, hai là lợi ích. Lợi ích đó à, lợi ích thì có những lợi ích gì chúng ta kê khai vào đây. Một là chống sao răng, hai chắc răng, ba ngừa sao răng, bố thơm miệng, năm sạch miệng, sáu chống e bút, vâng vâng, có 7 có 8 thì chúng ta cứ việc liệt kê vô. Được chưa nào? Sau đó chúng ta bấm OK. Được à? Như vậy chúng ta có hai biến thôi, cần nhiều. Và chuyển qua đây, data view. À, bắt đầu nhập nè. Bây giờ đầu tiên là chúng ta dựa vào cái bảng Excel này. Đó à. Ví dụ như PS là chắc răng đó à. À, PS là số 1. À, PS đúng chưa? Bây giờ chắc răng là số mấy? Số 2, có phải không? Ví dụ vậy gì? Được chưa? Chúng ta gọi số 2, tự động nó chắc răng đó. Còn nếu không mà chúng ta muốn biết mình gọi số 2 thì chúng ta làm chỗ này nè. Bỏ cái này đi, chúng ta số 1, số 2 thôi. Còn muốn hiện là tên thương hiệu và lý do thì chúng ta view lên thì chúng ta gọi là value labels. Bấm vô đây. Được chưa? Rồi tương tự như vậy đó mà. Số 2 con gái, lý do, nhà số 1 đây chống sao răng. Thương hiệu 3
Yeah. Thương hiệu Bố, thương hiệu Nam, thương hiệu Một, mày hỏi mấy người có một dòng là hai thằng đừng lặn người chứ mỗi hàng như vậy đó xin cho bài 4 này, mỗi hàng như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn một lý do, được không ạ? Như vậy đây là có 5 thương hiệu nè, thì hai phiếu chúng ta nhập được chừng đó hàng, chúng ta vô mà bởi vì một cái phiếu là có 5 thương hiệu gì thì chúng ta nhập 5 hàng, thì hai phiếu trả lời chúng ta nhập được 10 hàng. Và tương tự tôi có làm hết, tôi cứ vẽ đại dữ liệu chúng ta làm vô thôi nha. Và chúng ta cứ làm hết cái dòng của chúng ta nhập vô và càng dài bao nhiêu thì thông tin chúng ta càng chuẩn xác bấy nhiêu. Mà dù lớp chúng ta có 26 người, một người mà lựa cho 5 thương hiệu thì 26 nhân 5 đây là 100 mấy chục hàng. Cái hàng chúng ta nó dài thì thống kê nó sẽ càng chính xác hơn. Ở đây là minh họa thôi. Và cái việc mà làm cái này chúng ta làm cả lớp chúng ta mà làm cái thương hiệu này chúng ta làm khoảng 15 phút là chúng ta nhập xong. Và sau khi nhập xong chúng ta dùng một động tác nữa là chúng ta có kết quả. Và kết quả, và kết quả này như thế nào? Bây giờ tôi làm tiếp. Thế này đúng không nha? Bắt đầu chúng ta chuyển sang phân tích analyze. Analyze. Chuyển xuống data reduction. Tức là cô đọng thông tin, cô đọng dữ liệu. Chúng ta chuyển sang là corresponding analysis, tức là phân tích sự tương thích. Tương thích, đây là tương thích giữa thương hiệu và lý do lựa chọn đó. Bấm vào đây, được chưa? Rồi tôi đưa thương hiệu vào hàng, có 5 thương hiệu, tôi định nghĩa là từ 1 đến 5, gõ 1, 5, update, continue. Rồi lợi ích tôi đưa vào, có tổng cộng 6 lợi ích, tôi gõ là 1 đến 6. Tất nhiên chúng ta có thể lựa chọn số lượng 5 cũng được, 3 cũng được, vì phụ thuộc vào cái tầm quan trọng này là cao hay thấp, đúng không ạ? Chúng ta bấm update, bấm continue. Và trong ở cái mục gọi là mục plot, tất cả những thứ khác đừng quan tâm chứ nó mệt mỏi, chỉ dùng kết quả thôi. Plot chúng ta bấm row column by plot, ba cái này đủ rồi. Nhưng mà động tác làm rất là đơn giản, sẽ bấm continue. Ok, chúng ta sẽ có một bản đồ định vị giống như sáng nay cho chúng ta cái hình về các đội viên.